Chào anh em nha. Hôm nay mình mới về được cái ít ốc đầu bò made in Japan nha anh em. Thì cái này mình giới thiệu cho anh em coi. Hàng này thì nó cũng thuộc dạng hàng khá là hiếm có nha. Mình không dám nói là hiếm lắm, nhưng mà thực sự hàng made in Japan thì bây giờ anh em biết cái giá nó phải nói là đụng đụng nóc trên trời rồi, chứ không phải là dưới đất nữa. À, anh em mua đồ made in Japan thì anh em biết rồi. Giống như bữa mình có bán cái tem hộp bình cho anh em á, 100 mấy đó. Tuy nhiên là anh em cũng, nếu mà anh em chơi xe thì anh em biết cái đồ đó nó hiếm, mà nó bây giờ nó là gần như là cái hàng tiêu chuẩn dành cho cái đẹp rồi của đồ mới ha. Đồ theo xe thì mình không nói, mình nói là cái tiêu chuẩn dành cho đồ mới rồi. Còn tất nhiên là anh em đừng có so sánh đồ theo xe với đồ mới làm gì, cái đó là hai cái trường phái khác nhau. Nếu mà so sánh đồ mới thì anh em so sánh đồ mới của Thái Lan nè, của Nhật Bản nè, của Malaysia, của Indo nè, của Honda Việt Nam nè, anh em so sánh những cái đó. Thì nói thẳng với anh em luôn là nếu như nói về cái tiêu chuẩn mà cao nhất thì nó là dành cho Honda Nhật Bản nha, xong rồi tới Honda Thái Lan, rồi tới Indo, Malaysia, rồi cuối cùng là Việt Nam. Thực sự đồ Honda Việt Nam thì nó không có bằng. Đây, thì hôm nay giới thiệu cho anh em cái dạng ốc đầu made in Japan nè. Đó, loại này thì anh em biết cái tầm cỡ của nó cỡ nào rồi ha. Mình sẽ mở cho anh em coi một con nha. Một con thôi. Tại cái này mình mỗi lần mình cắt ra mình cũng sót lắm nè. Rồi. Đấy. Đây. Đây anh em ơi. Đây, ốc đầu made in Japan nha. Anh em có thể thấy này. Cái con này thì nó có cái điểm gì đặc biệt? Đây, anh em nhìn phía bên trong của nó. Đó. Sắc cạnh từng chi tiết luôn. Này, cái phần này anh em thấy nó chạy vòng không? Nó chạy có một cái đường vòng viền ngoài rất là đẹp. Anh em sẽ thấy nó hơi vàng vàng ha. Đúng không anh em? Anh thấy nó vừa hơi vàng 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 rất là đẹp nha. Con này thì thực sự là chỉ gắn lên những xe VIP thì mới đẹp thôi. Chứ còn nếu mà cái xe mà trung bình anh em gắn lên thì nhìn nó cũng không khác biệt lắm đâu. Tuy nhiên là anh em nào chơi leng keng từ con ốc thì cái bộ này chắc không thể nào bỏ qua được rồi. À, giá của nó thì hơi cao nhưng mà mình nghĩ là chắc sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của anh em nha. Con đầu bò này giá của nó đầy đủ cho ốc và lông đèn nó là 460 ngàn một bộ nha anh em nha. Gồm 4 con và 4 lông đèn nha. Có 3 lông đèn đồng và một lông đèn có 3 lông đèn nhôm và một lông đèn đồng nha. Anh em có thể thấy ha, cực đẹp luôn. Bộ 4 con nha và 4 lông đèn. Đây, nói chung là 8 chi tiết thì giá của nó sẽ là 460 ngàn. Tính ra thì giá này cũng ok anh em ơi. Vì nếu như anh em có chơi đồ theo xe thì anh em biết rồi, ốc mà dạng hàng theo xe mà leng keng á, hôm nay thì một bộ mà đẹp cả lông đèn với cả ốc bò bò thì nó cũng không dưới 500 đâu anh em. Thực sự nếu mà anh em là chơi rim Thái thì anh em biết cái giá trị của bộ ốc đầu bò ha. Thì cái này anh em mua về là gắn vô xe, nếu mà anh em chơi xe kiện, xe dọn đẹp leng keng á, thì bộ này là tuyệt vời rồi. À, chất lượng là số 1 luôn. Đó, cái này mà số 2 thì không có cái đồ nào dám nhận số 1 đâu anh em, trừ đồ theo xe mà leng keng thôi. Đó. Ốc này là bao anh em chưa sử dụng, không nhập cặn không gì hết nha. Về là anh em gắn vô là chuẩn chưa chạm luôn. Ok, anh em nào có nhu cầu liên hệ với mình nha anh em. Số điện thoại 0915 434 973 nha. Cái này số lượng rất là có hạn thôi. Lần này mình về được có 5 7 bộ già, cho nên là anh em nào có nhu cầu thì tranh thủ nha. Cái này là made in Japan cho nên là phải nói là nó rất là hiếm luôn. Còn trên thị trường thì nó cũng có rất là nhiều loại khác nữa. Tuy nhiên là mình thì mình vẫn ưa chuộng hàng Mỹ Nhật Bản hơn. Còn nếu anh em nào muốn rẻ thì khoảng 3 hôm nữa là mình có hàng Indonesia nha. Giá nó chỉ có 100 ngàn một bộ thôi. Thì tùy anh em muốn chơi loại nào chơi. Còn loại này là chất lượng cao nhất rồi.